đây không, phải không có bia thì ông men không lý do là men mổ nói chứ buồn cười. Nó lại bảo là do men. Nó. Action. Xin phép nói với anh em cứ lo tiền vé đi về thôi. Còn ở Đà Lạt. Đừng quay mình. Anh không lo hết cho anh em. Ok. Ăn ở đâu và ở đâu đã không cho gầm cầu đến nhục. Không. Ở biên tỉnh ấy. Chỗ ở là nhà anh. Nhà anh. Rồi, ok. Chỗ nào nhà anh? Chỗ nào nhà anh? Buồn câu. Phải ăn phải... ở trại nhà anh, ăn ở trại nhà anh. Được, ít nhất là phải ở tầm nhà nghỉ đó đấy. Có, biết có. Tại sắp tới anh sẽ xây một cái nhà mới. Và nhà thì đủ tiện nghi, được chưa? Chờ tôi. Ăn những cái gì ngon nhất, đặc sản nhất và tuyệt vời nhất tại Trời ơi. Em có đôi lời muốn nói. Sắp tới là em vào đấy gọi là tinh lây rồi đâu. Không đi. Đi chứ. Những cái nói là em là thôi coi như là không nổi tiếng nữa đâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Nó định cư luôn anh ạ. Cảm ơn anh. Em là em có mối Xuân Hương này. Mèo. À, cái gì anh Huyền này, anh biết thằng anh Huyền sắp lấy chồng đấy, đợt sau hành trình về chat với nó luôn. Ý anh biết không cần anh không lo không, ý là chuẩn Ngọc Hà, đại địch nó dịch điêu không chịu được. Nói chung là em có mối cho nên em ở đấy lâu thế thôi. Không, nhưng mà mẹ thì có mối mối khác rồi. Anh ơi, em nhiều mối lắm. Thôi có giá trị tí. Sao mấy lần lại mất ý nghĩa? Có vậy mình hiểu hết rồi chứ. Em xin lỗi vì cái vụ đi về hôm nay nha. Em bây giờ em xin rút lại. Đây này. Chờ anh đi ra sân bay. Trời ơi anh lên máy bay. Anh ơi nhà báo đây này, Kiếp kiếp qua ôi rồi ôi. Nhà báo, đây là nhà báo. Cốc này cốc mới. Đúng là nhà báo còn nói láo bốc phét thì không làm được cái gì hết lên rồi. Chém chết bây giờ còn hằng mới dậy. Còn mới dậy nào. Theo Linh đi hết này ạ. Anh em gọi cốc mới đi nào. Sai rồi. Nhà báo mới bia cọc em Xuân như nào? Anh có ơi, còn nhà báo chết bia bảo cọc em Xuân mà không lên được. Thế rồi kìa. Em đã tự xử rồi. Nhà báo. Anh ơi nhà báo. Em cốc mới. Cốc mới cái gì? Cốc này cốc mới. Đã lấy cột mới nhưng mà kêu cốc mới. Cốc cũ của anh đâu? Cốc cũ của